Rồi thông báo đến em một tin vui ha, thì hiện nay cái Zetoman này khi anh em mua đó thì mình sẽ bao test cho anh em một tuần đó, coi như là bảo hành một tuần. Anh em quăng nổ đóng cá nổ ha, thì một đổi một. Còn cái thằng Ilua với lại thằng Nobi này thì mình chưa tìm được cái nguồn để hỗ trợ cái vấn đề bảo hành giống như Toman này. Thì đây là cái thông báo đầu tiên về cái bảo hành cho Zetoman ha, trong vòng tuần lễ đầu đó, một đổi một. Rồi, một cái ha. Cái thứ hai nữa là mình mới vừa về cái lữ của decoy, có hai size anh em, số 6 nè ha, với số 8 ha. Số 8 thì để dành cho những con mà mồi cỡ 8 đến 10 gram, còn số 6 này thì cỡ 12 đến 14 gram ha trở lên. Thì một hộp vậy là 101, còn anh em mua lẻ thì một lưỡi 20.000 ha. Đây là lưỡi decoy chất lượng ha anh em, của Nhật. Rồi, thì hôm nay mình gửi đến em hai thông tin. Thứ nhất là dây Toman bao test một tuần và cái lưỡi decoy. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0917 161 979. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, và cái điều cuối cùng mình muốn thông báo đến anh em là thay vì anh em mua một cái sản phẩm nào ở bên mình đó, từ cái YouTube này, anh em nhắn tin hay gọi điện gì đó, hoặc là anh em qua Zalo nhắn tin gọi điện gì đó, thì cái giá thì nó vẫn vậy, nhưng mà cái tiền ship anh em, tiền ship thì mình thấy là mình thằng mấy thằng giao hàng đó, bây giờ nó cũng khá mắc, cho nên mình đã thử nghiệm là thảy những cái sản phẩm này, dây vọng rồi từ từ ha, mình sẽ thảy qua bên Shopee, tại vì mình thấy Shopee nó ghi cái giá ship rất là rẻ, thì cái điều đó cũng rất là tiện cho anh em đó. Thí dụ như một anh em mua ít 20 m/l chẳng hạn, thì loại 4.000 đó thì 20 m nó có 80.000 à, mình tiền ship nó tới 35.000, có nghĩa là nó ăn gần 10 m/l của anh em đó. Thì mình thảy qua bên Shopee thì cho cái tiền ship nó rẻ lại ha. Nhưng mà mình thấy ở trên đó là vậy, nhưng mà không biết là khi mà về tới tay anh em nó có giá nó có đúng vậy không, thì cái này cũng nhờ anh em thử nghiệm ha, coi coi nó có ghi đúng vậy không. Rồi, cái link Shopee mình có sản phẩm đầu tiên đó là con CC50, mình dán ở dưới cái video này đó, anh em để vào xem thử ha. Rồi, cảm ơn anh em.